Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn ở trên kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ cũng có khán giả lên vào mộ cậu cũng khá là nhiều rồi cô chú anh chị. Thì còn đứng bên đây chưa vào trong. Chào cô. Cô ở Vũng Tàu tới hả cô? Ở đây là gia đình mình không hả? Dạ, đi hai mẹ con. Dạ. Cô có vô mộ cậu chưa? Có. Thì ở Vũng Tàu xuống là chủ yếu vô thăm dạ. cậu. Dạ, từ Vũng Tàu lên đây là chủ yếu lên thăm cậu đúng không con? Dạ. Cô vô mộ cậu tham quan đi cô. Dạ. Mình đi xe 16 chỗ hả sao cô? Không có. Hai mẹ con đi xe đa. Dạ. Cô chắc má tới đây lần đầu tiên hả cô? Lần đầu đi hỏi tùm lum. Con thấy người nào cũng mà mới đi lần đầu là vô không biết cậu nằm ở đây. Không biết. Dạ. Nãy hỏi thấy có bình mà không biết nằm đâu. Dạ. Tới giờ đây cũng chưa có nhìn nè, mới có nhìn cô vậy. Dạ. Chúc cô thắp hương cho cậu rồi á, cô chụp hình với cậu làm kỷ niệm. Dạ. Thương quá. Tài danh. Tài đức vẹn toàn hả cô? Đúng rồi. Năm sinh năm mất. Không có đáy ngày. Định. Hôm bên kia không có cô chú nữa nè. Mà không biết cô chú nó có vô mộ cậu chưa. Đây là chú Thầy Sa nè cô. Chú nè. Dạ chú Văn Châu nằm bên kia. Văn Châu bên chú kia. Thanh Sang. Thầy vòng vòng đây là nghệ sĩ đúng không à cô? Nghệ sĩ không à. Dạ. Đây là chú Văn Tú. Nguyên một bầy ngựa luôn cả. Tú. Thầy dạ. Chú chồng của một bầy ngựa luôn. Một bầy ngựa ô luôn. Tại bên đây đông người quá mấy ảnh mới đi đường kia đó. Gặp mà vắng vắng người là mấy ảnh vô đây mấy ảnh quậy rồi. Mấy anh ngựa này. Bữa nay cũng giả tới đông nè. Mình bông kia ai cắm đẹp không ta? Thì chị Hoa nè, bông này nè. Đó, có xe tới. Con gái con nhiêu tuổi là con gái? Con nhiêu tuổi nói cho bác nghe nè, nhiêu tuổi? 4 tuổi luôn, trời ơi giỏi dữ vậy. Sao không nói? Đi nãy giờ xe chưa? Con chị lên à? Con chị lên đây làm gì à? Bác ấy hỏi kìa, con lên đấy, con lên thăm ông Năm. Ở đó 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 đó. Chị ở gần đây không chị? Ở tuốt ở Nghĩa Tư Miếng Cù á. Tư Miếng Cù hả? Chị đi xe máy vô đây. Đi xe máy. Mỗi ngày đi ba, một tuần nay đi ba lần rồi đó. Đi, đi ăn. Uống từ 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 cho nó ngon. Đi thấy có chị lên là khán giả quá trời luôn phải không? Em sợ quá. Chứ bữa giờ họ mấy chị đây có khán giả đâu. Chị hỏi thử coi, em có giỡn đâu. Dạ
Đó, xe nó kìa, xe tới nữa kìa. Hello, xin chào các chú anh chị nha, trên đường live của em. Chú có đưa em qua một ba một kia chia sẻ em không? Qua bên đây. Cô chú không thấy vô mậu cầu nữa. Đi hoài không á. Cô hấp hương cho cậu đi, ở bên trong có nhang ở trong đó cậu. Dạ, trong anh đi vô là có người hấp hương sẵn đưa cho anh hấp cho cậu à. Thầy cũng muốn đi hấp cậu xong rồi đi hấp vòng. Dạ. Mua một bó. Cậu có muốn xem hình cậu không? Hình cậu để trên linh qua tệ đàn á. Hình đẹp lắm, hình quá trời hình luôn á. Lát hướng này thôi. Dạ đúng rồi. Ở đây cũng xa không á. Anh lên ngay chỗ đó, ngay chỗ mí đỏ đỏ đó. Đỏ đỏ đó. Là anh đi theo cái dòng đó, có cái đường đi vô trong, cái anh đi lên cầu thang, cái là anh gặp hình cậu liền. Ốc teo em làm đó, ngồi đó làm gì ốc teo? Em ngồi làm gì? Ốc tiêu? Chơi đó anh. Chơi gì có mình vậy? Chơi mình, chứ là chơi mấy bạn. Hả? Chơi một mình quen rồi hả? Chơi một mình sau này bị bệnh á. Bệnh gì mẹ? Bị bệnh nói chuyện mình đó. Từ nãy giờ con chưa nói chuyện mình. Con mới là ngồi đi cho mình nè. Có mẹ nói chuyện mình á. Nói chuyện với khán giả chứ nói chuyện mình đâu. Chào quý vị khán giả, quý vị bọt kênh gì quên rồi. Bà Lóc Ốc Tiêu. Hải 66. Ây nhầm bài. Cái kênh Bà Lóc Ốc Tiêu lì bọt dùm nha cô chú anh chị. Tối ngày đi hâm dọ lì bọt kênh của người ta không à cô chú anh chị ơi. Còn kênh của mình thì không chịu cho người ta lì bọt. Ai muốn lì bọt thì... Rồi, vậy sao kêu lì bọt kênh của người ta? Gian nan cực khổ lắm mới được cái kênh mà bắt giờ kêu người ta đi lì bọt kênh người ta là sao? Ý em là sao? cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em.